Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chuyển đổi số là động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội, nâng chỉ số cạnh tranh của tỉnh. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 năm 2024 vào giai đoạn thi đấu cạnh tranh nước rút. Lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên. Mùa hoa cải và hoa đỗ quyên bừng nở, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Giang. Mở đầu chương trình thời sự là mục điểm thời sự trong tuần và xin mời biên tập viên Thảo Nguyên cùng điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024. Vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Hùng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm thời sự trong tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong các ngày 14 và 16 tháng 3 tại huyện Bắc Mê và huyện Đồng Văn đã diễn ra các hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thôi tham gia thành viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thôi giữ chức trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bắc Mê nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng thôi giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đồng Văn nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và giao nhiệm vụ, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, các đồng chí cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, nêu gương của cán bộ đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong tuần, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang, Chi ủy Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng 2 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2024. Tại các buổi làm việc, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu các sở ngành quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, phát huy tốt đoàn kết dân chủ, vai trò nêu gương của đảng viên người đứng đầu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành gắn với phân cấp phân quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, đổi mới và sáng tạo. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có giải pháp đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện hiệu quả sâu rộng những định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hóa con người. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh bền vững. Sở Thông tin và Truyền thông cần lồng ghép nội dung chuyển đổi số với đề án 06, phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyển đổi số cộng đồng, làm tốt công tác định hướng thông tin, đẩy mạnh truyền thông chính sách đến người dân. Ngày 15 tháng 3, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã chủ trì họp triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết luận cuộc họp, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao hoạt động của Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó đã tham mưu ban hành chương trình công tác trọng tâm về phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024. Bên cạnh đó, quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, trong đó công tác định giá tài sản còn chậm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện tốt công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tại Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Toàn quốc Sư đoàn 33 Quân khu 2 đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, 15 tháng 3 năm 1979, 15 tháng 3 năm 2024. Sư đoàn 33 Quân khu 2 được thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 1979, là một trong số đơn vị chủ lực trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc trong suốt 10 năm. Sư đoàn 33 đã khắc phục mọi khó khăn cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống hào hùng vẻ vang đó, các thế hệ cựu chiến binh Sư đoàn 33 Quân khu 2 tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tinh thần cách mạng truyền lửa cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng anh Nguyễn Hùng trở lại với chương trình thời sự. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thảo Nguyên và chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin bài quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo triển khai quyết liệt của tỉnh cùng sự đồng thuận của doanh nghiệp, người dân, công tác chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tại buổi làm việc với Chi ủy Sở Thông tin và Truyền thông vừa qua, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tiếp tục khẳng định chuyển đổi số là động lực phát triển và yêu cầu sự nỗ lực quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, trong đó ưu tiên thúc đẩy việc hoàn thành 33 mô hình tiện ích của đề án 06, duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% cơ quan đảng và hành chính nhà nước, bảo đảm thông suốt, tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông. Hiện Internet cáp quang được phát triển đến 100% xã phường thị trấn, tỷ lệ thôn được phủ sóng di động đạt 98,70%. Để tiếp tục khắc phục hạn chế, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả hơn, tại buổi làm việc với Chi ủy Sở Thông tin và Truyền thông, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu các cấp ngành địa phương, đơn vị xác định chuyển đổi số là động lực phát triển, xây dựng chính quyền số là khâu đột phá, phát triển kinh tế số là trọng tâm, phát triển xã hội số là chiến lược lâu dài. Phối hợp, đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, các tổ chức, các doanh nghiệp, rồi là nhân dân, để tạo sự đồng thuận để triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn của tỉnh. Rồi là huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia hiệu quả chuyển đổi số, phối hợp với các địa phương chủ động tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho cán bộ đảng viên, người dân, ví dụ như là truy cập và sử dụng Internet. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, tỉnh Hà Giang quyết tâm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, thực hiện thắng lợi nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chiều ngày 16 tháng 3 tại nhà thi đấu Liên đoàn bóng bàn tỉnh Hà Giang, đồng chí Tạ Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm và động viên các vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 năm 2024. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 năm 2024 thu hút sự tham gia của 51 đoàn với 1.500 vận động viên tranh tài ở 6 môn thể thao gồm điền kinh, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền và đẩy gậy. Thăm cổ vũ và động viên các vận động viên tham gia tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng, đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng, đồng thời tiếp tục tập luyện, cọ sát, tham gia thi đấu giải để đạt được thành quả, thành tích cao hơn trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thảo Hồng Sơn đề nghị đội ngũ trọng tài điều khiển các trận đấu, các bộ môn thi đấu một cách công tâm, khách quan, đúng điều lệ và đúng luật để Hội khỏe Phù Đổng thực sự là ngày hội thể thao học đường. Đối với ban tổ chức cần điều hành chặt chẽ, khoa học, đảm bảo thời gian, kế hoạch để hội khỏe thành công, an toàn, đạt mục tiêu nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, qua đó góp phần thúc đẩy thể thao học đường trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Thông tin và kết quả thi đấu trong ngày 17 tháng 3 Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh ở phần cuối của chương trình. Còn sau đây là những tin bài quan trọng khác. Sáng ngày 17 tháng 3, Công ty Luật Thành Luân, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các nhà hảo tâm phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên tổ chức khởi công xây dựng cầu Làng Má, xã Đạo Đức. Dự khởi công có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Làng Má là thôn vùng 3 của xã Đạo Đức. Toàn thôn hiện có 147 hộ dân. Địa hình thôn bị chia cắt bởi dòng suối bắt nguồn từ đỉnh Tây Côn Lĩnh chảy ra sông Lô. Năm 2017, huyện Vị Xuyên đã xây dựng cây cầu tràn qua suối, song đến năm 2018, cây cầu đã bị lũ cuốn trôi, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại giao thương của người dân, học sinh và các thầy cô giáo. Trước tình trạng đó, cấp ủy chính quyền huyện Vị Xuyên đã kết nối kêu gọi và nhận được sự sẻ chia của Công ty Luật Thành Luân, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí và các nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng cây cầu mới. Cầu được thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép, chiều dài 36 m, rộng 3,5 m,
đường dẫn hai đầu cầu dài 87 mét và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Dịp này, các nhà tài trợ xây dựng cầu cũng đã trao tặng một TV, 52 chiếc quạt và 5 bình lọc nước nóng lạnh cho hai trường tiểu học và trường mầm non Đạo Đức, huyện Vị Xuyên. Vừa qua, đoàn công tác Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã làm việc với huyện Quang Bình về công tác phối hợp tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động toàn tỉnh năm 2024 với chủ đề xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu và thực hiện nếp sống văn minh. Liên hoan được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục củng cố và nâng cao nghiệp vụ hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động các huyện, thành phố trong tỉnh. Đây cũng là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu học tập kinh nghiệm chuyên môn trong công tác tuyên truyền tại cơ sở. Qua làm việc, đã thống nhất chuẩn bị các điều kiện để liên hoan tuyên truyền lưu động thành công và dự kiến thời gian diễn ra liên hoan vào cuối tháng 6 năm 2024. Các đội tham gia liên hoan được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, mỗi đội tham gia với 5 nội dung thi như sau: văn nghệ cổ động, tuyên truyền, tiểu phẩm tuyên truyền miệng gắn với cổ động trực quan, trang trí xe tuyên truyền, đội tuyên truyền có lượt bình chọn chia sẻ nhiều nhất trên fanpage Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh. Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2024, sáng ngày Chủ nhật 17 tháng 3, huyện đoàn Mèo Vạc phối hợp với xã Pả Vi tổ chức lễ ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh năm 2024. Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh năm 2024 triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng. Qua chương trình tạo cơ hội cho tuổi trẻ huyện Mèo Vạc khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. Ngay sau lễ ra quân đã diễn ra nhiều hoạt động như hỗ trợ sản xuất vụ xuân hè, trồng và chăm sóc cây xanh, giúp đỡ nhân dân xây dựng nhà, tặng quà cho học sinh, hộ nghèo. Các hoạt động sôi nổi ý nghĩa đó đã thu hút đông đảo và phát huy, lan tỏa vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Vào mùa đông, người dân khu vực Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung, huyện Quản Bạ nói riêng, sau khi thu hoạch hoa tam giác mạch thì bắt đầu gieo trồng rau cải. Đến khoảng tháng 2, tháng 3 dương lịch, tức đầu xuân âm lịch, thì cây cải bắt đầu trổ bông và nở hoa trong khoảng từ 1 đến 1,5 tháng. Hoa cải là loài cây dễ trồng, sống trong thời tiết lạnh và sương mù, mọc trên triền đồi, vách đá, rìa suối. Cây cải vốn gắn bó lâu đời với đời sống của người dân trên cao nguyên đá bởi là nguồn thực phẩm dùng cùng với món ăn truyền thống là mèn mén. Ngoài ra, hạt rau cải sau khi thu hoạch được dùng để chế biến dầu ăn, mù tạt. Trong phát triển du lịch hiện nay, mùa hoa cải được coi là mùa vàng để thu hút du khách. Tại huyện Quản Bạ, cây rau cải được trồng nhiều tại các xã Quản Bạ, Quyết Tiến, thị trấn Tam Sơn và nhất là ở các tuyến đường quốc lộ, các tuyến đường gắn với du lịch, tham quan trải nghiệm và trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc, quyến rũ, thu hút du khách. Những năm gần đây, các hộ dân trên địa bàn huyện Quản Bạ ngoài trồng cây rau cải để phục vụ sinh hoạt thì còn gieo trồng để phục vụ du khách tham quan trải nghiệm, chụp ảnh check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa vàng trên cao nguyên đá, từ đó có thêm nguồn thu để nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống sinh hoạt và đồng thời làm thay đổi diện mạo của cao nguyên đá tươi sáng, ấm áp và rực rỡ hơn. Còn tại huyện Hoàng Su Phì, những ngày tháng 3, hoa đỗ quyên bắt đầu bung nở trên đỉnh Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, chào đón du khách tới tưởng ngoạn, khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp thanh khiết và hoang sơ của hoa đỗ quyên. Giải Tây Côn Lĩnh nằm giáp danh giữa xã Tung Gián, huyện Hoàng Su Phì và xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, có tổng diện tích toàn khu là hơn 1.600 ha với độ cao 2.428 m so với mặt nước biển. Khu vực này có rừng già nguyên sinh phủ kín rêu phong với nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi có đường kính 2 đến 3 mét. Khám phá trải nghiệm đỉnh Tây Côn Lĩnh vào dịp tháng 3, tháng 4 hàng năm, du khách sẽ đắm chìm trước bạt ngàn hoa đỗ quyên khoe sắc, huyền ảo. Hoa đỗ quyên được ví như nữ hoàng của những loài hoa. Những cây đỗ quyên cổ thụ có thể cao tới 10 mét, vượt lên cao để đón gió, đón nắng và phô bày vẻ đẹp trên ngôi cao và là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, nét đẹp thuần khiết. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, thì chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh và ngắm hoa đỗ quyên chắc chắn sẽ là một thử thách, trải nghiệm tuyệt vời dành cho du khách thập phương. Nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện, đồng thời tạo ra sản phẩm đặc trưng quảng bá, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển,
Hợp tác xã Thanh niên Nông nghiệp số huyện Xí Mần đã tạo ra những sản phẩm búp bê trong những bộ trang phục truyền thống theo dự án búp bê với trang phục dân tộc. Nổi bật trong đó là sản phẩm búp bê em gái Dao của tuổi trẻ xã Quảng Nguyên. Là một xã phía nam của huyện Xín Mần đang phát triển du lịch mạnh mẽ, gắn với giữ gìn phát huy giá trị những nét đẹp nguyên sơ từ phong cảnh cho đến phong tục tập quán sinh hoạt. Hiện nay, đoàn viên thanh niên xã Quảng Nguyên đã và đang góp phần thúc đẩy du lịch phát triển thông qua sản phẩm búp bê em gái Dao. Điều đặc biệt là để làm ra bộ trang phục dân tộc Dao cho búp bê, đòi hỏi người làm phải hiểu sâu về nét văn hóa truyền thống, nét đẹp riêng của dân tộc, để từ đó thổi hồn vào từng sản phẩm một cách tỉ mỉ, kiên nhẫn, chăm chút. Người già làm hướng dẫn mình làm xong bây giờ là mình phải là chia sẻ cho rộng hơn cho các em trẻ phải làm theo. Bộ trang phục truyền thống của dân tộc Dao bao đời nay vẫn được đồng bào sử dụng hàng ngày. Mỗi bộ trang phục được làm ra đều chứa đựng tâm huyết, tình yêu thương, ý thức bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Nay được khoác lên búp bê, trở thành sản phẩm du lịch, sẽ được quảng bá giới thiệu nhiều hơn đến du khách và người dân trong nước và quốc tế. Tuổi trẻ sẽ tiếp tục phát huy và không bỏ những nét truyền thống của muốn nhiều người được biết và nhiều người có thể đến đây để được mặc những bộ trang phục này. Việc triển khai dự án làm búp bê với trang phục truyền thống dân tộc của Hợp tác xã Thanh niên Nông nghiệp số huyện Xín Mần không chỉ giúp đoàn viên thanh niên hiểu biết thêm mà còn giữ gìn, bảo tồn những nét đẹp giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thành sản phẩm du lịch, tạo nguồn thu nhập cũng như góp phần phát triển du lịch của địa phương. Vừa qua tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội làm vườn tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi hươu lấy nhung nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề như ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi hươu sao, ứng dụng kỹ thuật phòng và điều trị một số bệnh cho hươu sao, một số lưu ý trong chăm sóc hươu sao và thu hoạch nhung hươu, một số lưu ý trong chăm sóc hươu sao sinh sản. Cùng với cập nhật kiến thức, lớp tập huấn còn dành thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tham quan thực tế tại một số gia đình đang chăn nuôi hươu, nai tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên. Qua tập huấn, các học viên có nhu cầu nuôi hươu sẽ được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tạo điều kiện chia sẻ, hướng dẫn về kỹ thuật nuôi và chăm sóc, từ đó giúp đạt hiệu quả, nâng cao kinh tế bền vững. Từ tháng 4 năm 2023, 44 hộ dân thuộc hai xã Yên Định và Minh Sơn được nhận 66 con bò để phát triển sản xuất, chăn nuôi bò cái sinh sản theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Sau gần 1 năm triển khai, 38 con bò đã sinh sản, 26 con đã mang thai. Đây là những tín hiệu đáng mừng, mở ra hướng phát triển chăn nuôi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho chăn nuôi bò ở huyện Bắc Mê. Gia đình anh Vừa Mỹ Xính là hộ nghèo ở thôn Bản Kẹp B, xã Minh Sơn đã được hỗ trợ một con bò cái sinh sản. Đến nay bò mẹ đang mang thai và dự kiến tháng 4 này sẽ sinh sản. Việc được hỗ trợ bò sinh sản đã đem lại cơ hội cho gia đình anh Xính cải thiện thu nhập, hướng đến thoát nghèo. Mình được chăn như là mình cho cỏ là ăn, là có là có khi là mình phải có chuồng đảm bảo bò. Đấy, mình nuôi với sinh sản được. Cũng như vậy, gia đình anh Hầu Mỹ Say nhận được hai con bò cái sinh sản. Nhờ giống bò tốt và chủ động trong chăm sóc, chăn nuôi, nên hai con đều đã sinh bê con, nâng tổng số lên 4 con bò. Nhà nước nó hỗ trợ về cái một con bò thế này thì bây giờ gia đình mình thì rất là ủng hộ, mà bây giờ cũng phát triển được. Nhìn trong thì đến một năm nay thì cũng để được một con thì gia đình rất là ủng hộ. Hai xã huyện Bắc Mê tham gia chương trình là xã Yên Định được hỗ trợ 22 con bò, xã Minh Sơn được hỗ trợ 44 con và dành cho các hộ nghèo cận nghèo với tổng giá trị hơn 1 tỷ 337 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng, phần còn lại cho hộ tham gia dự án đối ứng. Qua một năm triển khai thực hiện, đến thời điểm này là số bò đã sinh sản được là 36 con và số còn lại là đang chữa. Từ nay đến cuối năm thì sẽ tiếp tục sinh sản cho cái hiệu quả để mà phát triển cái bò vàng vùng cao này. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan quản lý, Hợp tác xã Cát Lý là đơn vị chủ trì kế hoạch liên kết. Sau gần 1 năm triển khai, dự án đã thành công bước đầu
góp phần giúp đơn vị liên kết mở rộng quy mô chăn nuôi, tạo nguồn nguyên liệu, đồng thời giúp người dân có thêm thu nhập nhằm thoát nghèo. Trong thời gian qua thì Hợp tác xã Cát Lý cũng đã cùng với lại phòng nông nghiệp huyện Bắc Mê triển khai thực hiện trong cái chuỗi liên kết chăn nuôi bò vùng cao ở tại hai xã là xã Yên Định và xã Minh Sơn. Trong quá trình nuôi vừa qua là đàn bò cũng phát triển rất tốt, bà con rất đồng tình ủng hộ. Việc tham gia vào chuỗi giá trị góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ dân, nhờ có con giống tốt, được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc, được đổi trả con giống khi bị bệnh hoặc không thể sinh sản, và nhất là được bao tiêu sản phẩm đầu ra giúp người dân yên tâm. Quá trình khép kín từ đầu vào đến đầu ra đang cho thấy hiệu quả tích cực trong chăn nuôi bò ở các địa phương của huyện Bắc Mê. Trở lại với những tin bài về Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 năm 2024, như ý kiến nhấn mạnh của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Hồng Sơn trong tin đã đưa, trọng tài là người vô cùng quan trọng đối với các môn thể thao nói chung và đặc biệt thể thao học đường nói riêng. Đó phải là những người thực sự công tâm khách quan để đảm bảo mọi cuộc thi, trận đấu diễn ra một cách công bằng, chính xác nhất. Và đến thời điểm này, tại Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 năm 2024, các tổ trọng tài đã thực sự trách nhiệm, công tâm, khách quan và đúng luật, để lại nhiều ấn tượng tốt đối với các đoàn thể thao. Trong ngày thứ 3, các môn thi đấu tại Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 9 tiếp tục diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Trong đó, ở môn bóng đá bậc tiểu học và bậc trung học cơ sở diễn ra các trận vòng bán kết. Cùng với sự vô tư hồn nhiên của các cầu thủ nhí, thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu cũng làm việc hết sức nghiêm túc, công bằng, mang đến sự thoải mái cho các cầu thủ thi đấu. Tổ ngũ trọng tài chúng tôi đã tập trung hết khả năng và những cái gì chúng tôi có để điều hành các trận đấu ở trong giải đấu một cách công tâm, minh bạch và đúng luật. Thấy các trọng tài điều khiển rất là công bằng và công tâm, và bọn con hôm nay chơi rất thoải mái và bọn con đã giành một chiến thắng đậm trước đội bạn. Không chỉ đối với bóng đá, ở tất cả những môn thi đấu đều có tính cạnh tranh rất cao khi các đội bám sát từng giây, từng điểm số trong từng ván đấu. Điều này đòi hỏi trọng tài nào cũng phải có sự quan sát tỉ mỉ để công tâm, tạo được niềm tin cho các vận động viên tham gia. Cái trận đấu căng thẳng như vậy thì đội ngũ trọng tài tôi thấy là đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ, bắt công tâm, ban tổ chức bố trí các trận đấu xen kẽ một cách là hợp lý, giúp cho các vận động viên họ giữ được sức. Ban tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng đã bố trí trên 100 trọng tài ở tất cả các nội dung thi đấu. Theo ghi nhận tại các điểm thi đấu, các trọng tài đều làm việc trách nhiệm, công tâm, đảm bảo các trận thi đấu đúng luật, đồng thời đánh giá chính xác thành tích và năng lực của các vận động viên. Trước khi diễn ra giải thì cũng đã tổ chức tập huấn cho các trọng tài và làm sao để tạo một cái sân chơi thật là lành mạnh, bổ ích và công bằng cho các em. Nên là tạo cho các em một cái tâm lý là rất là thoải mái khi tham gia. Có thể thấy trong thể thao học đường, trọng tài không chỉ là người điều khiển trận đấu mà còn được coi như là một người thầy, người huấn luyện viên. Vì vậy, sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, công tâm của mỗi trọng tài giúp cho các em hiểu rõ hơn về tính trung thực, công bằng trong thi đấu thể thao, đồng thời góp phần vào sự thành công của Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 năm 2024. Cùng với đảm bảo tốt công tác điều hành các môn thi đấu, các trận đấu của đội ngũ trọng tài, thì trong suốt quá trình đó, đội ngũ thực hiện công tác đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên tham gia hội khỏe cũng luôn được quan tâm chú đáo. Điền kinh là một trong số các bộ môn có nhiều nội dung thi đấu tại Hội Khỏe Phù Đổng. Với đặc thù là tiêu tốn thể lực và vận động cao nên nguy cơ bị căng cơ, bong gân, chật khớp luôn thường trực với các vận động viên. Chính vì vậy, tổ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn túc trực trong suốt quá trình thi đấu để sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các vận động viên. Trực 24/24 để hỗ trợ những cái vận động viên mà bị đau chân hoặc chuột rút, khó thở, chúng tôi còn đã xử trí để kịp thời hỗ trợ cho vận động viên. Khi mà em mới chạy về em rất đau cơ và căng cơ, may là đã có các bác sĩ trợ giúp kịp thời, em thấy bây giờ cảm thấy nó đỡ hơn, đỡ đau hơn và yên tâm hơn ạ. Tại địa điểm thi đấu bóng đá bậc tiểu học, tổ y tế gồm hai bác sĩ của Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hà Giang luôn có mặt từ ngày khai mạc. Bên cạnh việc trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế, các y bác sĩ còn tìm hiểu kỹ về bộ môn này, xác định những chấn thương vận động viên có thể gặp phải để sẵn sàng cho việc chăm sóc, sơ cứu ban đầu.
rất là may mắn thì là cho đến thời điểm hiện tại thì không có cái cháu nào mà xảy ra những cái chấn thương nặng cả. Trong những ngày tới thì chúng mình cũng sẽ vẫn tiếp tục túc trực và đảm bảo cho các cháu có một cái sức khỏe để thi đấu tốt nhất. Với việc triển khai nghiêm túc, thực hiện tốt công tác y tế vệ sinh an toàn thực phẩm, đến thời điểm này các lực lượng tham gia hội khỏe, nhất là trên 1.500 vận động viên, đều được chăm sóc kịp thời khi gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe, góp phần giúp cho các bộ môn thi đấu diễn ra đầy đủ, hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khiến vận động viên không thể thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu thứ 3 17 tháng 3, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ 9 năm 2024 có thêm 6 nội dung ở các bộ môn kết thúc thi đấu. Ban tổ chức đã trao 72 huy chương, trong đó 20 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 32 huy chương đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi gồm chạy 100m nam, nữ trung học phổ thông, chạy 200m nữ, 400m nam, bóng bàn bậc tiểu học, nhảy xa nam nữ trung học cơ sở, nhảy cao nam nữ trung học phổ thông và đẩy gậy trung học cơ sở. Trong ngày 18 tháng 3, các môn điền kinh, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, đẩy gậy, cầu lông sẽ tiếp tục thi đấu. Trong đó, nội dung chạy 400m nữ, 800m nam trung học phổ thông và chạy 400m nữ, 200m nam trung học cơ sở của môn điền kinh sẽ bắt đầu khởi tranh. Các môn còn lại sẽ bước vào các vòng bán kết và chung kết. Những tin tức vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.